Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của bé Phương TV. Thì ngày hôm nay Phương đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Chắc hẳn mọi người cũng không xa lạ gì cái căn phòng này nữa đúng không? Thì là thời gian vừa qua Phương về quê có việc nên là Phương phải về mọi người ạ. Phương cũng không muốn về để xa mọi người đâu. Thật sự là rất là nhiều bạn hỏi thăm Phương rồi là vẫn theo dõi Phương nha mọi người. Kênh của Phương lần trước mình đã nói là gần được 20k sắp rồi. Lần này thề mình vào xem 25k sắp. Trời ơi, tin được không? Trời ơi, mọi người rất là nhiều. Vui quá. Thì là lần trước mình, trước khi mình về, mình đã hứa với mọi người là mình sẽ quay một cái vlog, một clip là mình về quê. Nhưng mà thật sự là mình xin lỗi là mình quay nhưng mà mình không có máy tính để đăng video mọi người ạ. Vậy lúc đấy mọi người bận không thể nhờ được ai ấy. Rất xin lỗi mọi người. Thì mình đã nghe thấy tin là anh Giao Huy tí nữa sẽ đi Vĩnh Phúc mọi người ạ. Nên là mình nghĩ ngay ra màn chôn là mình sẽ bảo là mình về quê ấy, là gia đình mình là thủ tục, phong tục là phải giục cưới sớm và đẻ con sớm. Đấy mọi người ạ, thì bây giờ mình sẽ, ông Huy đang ở bên phòng làm việc thì mình sẽ đi sang đấy và thực hiện màn chôn mọi người nhá. Bây giờ thì đi theo mình. Let's go. Hello mọi người. Hello anh. Ôi lên vừa rồi. Em vừa lên. Về. À được, em lên đúng quá. Đây còn lên thêm một tuần nữa. Đâu em chỉ chứa mọi người thôi. Này, nhiều mọi người, nhiều mọi người, như ai? Em vừa rõ ràng. Nhớ mọi người ở đây có biết bao nhiêu người em nhớ à? Đấy chỉ là một lý do. Lý do tôi mục đích đúng không? Này đây em có chuyện muốn nói. Nói gì? Nói riêng ngay hả? Ngồi đây rồi là nói. Ngồi đây mà là nói riêng à? Hả? Nói gì? Cái chân gì? Ngồi đây nói chuyện này không nghe ra chúng ta. Hay đi vào phòng anh đi. Vào phòng anh đi nhá. Vâng ạ. Ôi đi đi. Em bảo đi. Em bảo đi. Em chỉ nói chuyện thôi. Vâng. Ai không về đấy? Đi vào phòng anh nói chuyện. Đây ngủ đây. Chân ga gối đệm vẫn đang giặt lên là không có ga đệm. Ngại chứ nhỉ? Ngại gì đâu, có gì thì cứ nói thôi, ngại. Thì mấy hôm em về đây. Ừ. Nhưng mà tí anh đi Vĩnh Phúc à? Ừ. Thật không? Ừ. Thế thì em phải xuống nói chuyện luôn. Mấy hôm em về thì mẹ em bảo là mẹ em giục lấy chồng. Lấy chồng? Hả? Thì lấy chồng ấy. Chỗ em qua phong tục nó gọi là lấy chồng, phải lấy chồng sớm. Lấy chồng sớm gì hết, em bao nhiêu tuổi mà lấy chồng? Không, hả? Bao nhiêu tuổi nhưng mà phải lấy chồng sớm ấy, xong đẻ con sớm nữa. Vãi cả. Bây giờ kiểu như em quen với anh trên này ấy, em cũng thấy anh cũng ok. Em muốn gọi lời với anh là anh có đồng ý lấy em không? Vãi. Đã là cái gì đó mà lấy em dở hơi à? Nhưng mà em thích anh ấy. Em thích anh. Thôi bà thì cũng bịt nữa. Thật. Hả? Thật. Thật cái gì? Thì bây giờ em thích anh ấy. Thì bây giờ em nói chung là mình cứ từ từ cũng được. Nhưng mà mẹ em giục lấy chồng sớm. Mình tha lên tiền ba vẩn. Tự nhiên là lấy chồng sớm. Về cái lên bảo là mẹ em giục lấy chồng rồi. Anh bây giờ anh với em chưa có gì với nhau, làm việc với nhau được có 2 tuần mà bây giờ tự nhiên em bảo là anh lấy em, dở hơi vậy. Ít ra phải biết gì về nhau đây, chưa biết thì gì mình với nhau tìm hiểu xong cũng được mà. Sao em máu chiến đấy. Bây giờ mình có trước xong cưới sau cũng được. Có gì? Có ấy. Có gì? Có em bé Trương xong cưới sau cũng được. Cưới về trước kia anh với em đã làm gì nhau đâu mà bảo có trước. Thì bây giờ mình phải làm gì thì mới có được chứ. Hả? Bây giờ mình phải làm gì mới có được chứ. Hả? Em mặn lời rồi, bây giờ anh có lời anh phải có ý chứ. Ô,
Thế bây giờ đã có gì đâu, em ở có lời mới có ý, em hâm mà em trêu anh đúng không? Em không trêu. Không trêu, tự nhiên lại bảo là lên về được một hôm không? Mẹ em bảo là em phải lấy chồng không lên về bảo... 3-4 hôm rồi. Ừ. Nhưng mà em cũng thích anh ấy. Em không thích ai ngoài anh luôn. Em bảo gì thì bảo cái trêu em. Em nhìn thẳng vào mắt anh này. Vãi người nhìn thẳng vào mắt anh. Thôi đừng có trêu. Vừa về nhà được mấy hôm lên vừa va vỉn. Nhưng mà giờ em sợ kiểu như không là gì của anh, nhưng mà em sợ anh thích người khác. Cứ cảm giác như thế ấy. Em không biết, nhưng mà kiểu như là sợ anh thuộc về người khác này. Thôi đi bà đừng có liên thiên. Vừa va vẩn. Thế về thích thích anh thì hôn anh gái anh nhỉ? Không là một có hai người ở đây, người ra người vào. Người ra người vào sao? À. Nhưng ở đây người ra người vào ấy, nếu mà thích thì phải ra chỗ khác có hai người chứ. Thế ở đây thì có ai? Ở đây ở trong phòng thì có ai hả? Hả? Bây giờ em nói thế ý anh như nào? Ý anh như nào? Giờ hơi vãi, nghiêm túc gì ai không nghiêm túc? Em vừa em lên xong em bảo là mẹ em bắt lấy chồng, em phải lấy chồng giờ hơi thôi đi. Thật mà. Thật cái gì? Đâu điện điện về cho mẹ anh xem à? Em giờ đi làm rồi. Bà cứ yên tâm anh kia thôi nhá. Thật mà. Thật cái gì hả? Thật mà. Thật cái gì? Em bảo thật cái gì? Bây giờ mẹ em giục cưới, em không thích. Nhưng mà anh với em nó là gì đâu mà chưa mà... Bây giờ chưa cả biết hết về nhau tính tình như nào, chưa cả biết hết về nhau cưới thì xin mình gì? Mình cưới trước thì tìm hiểu sau. Đi tay em chưa được cầm, mình cưới cái xin đi. Đi. Bây giờ cho anh hôn một cái. Anh thì anh còn xin ý. À, cho anh một hôn này. Không. Không thế thôi, vớ vẩn. Và đi. Đi ở trong đấy thì anh sang này anh cho. Thế cái vị thể em cảm giác nó dâm đã. Từ. Mọi người cũng đã thấy ấy, thì bây giờ mình mới bình tĩnh lại được. Thì ông đấy nhìn cũng gọi là ok, nhưng mà không hề dễ dãi mọi người. Kiểu người ta nói có câu là đẹp trai nhưng mà không hề dễ dãi. Đúng rồi, con trai phải như thế, làm giá một tí nó mới đáng yêu mọi người ạ. Đúng không mọi người? Thì một lần nữa cho Phương cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã luôn luôn ủng hộ Phương và theo dõi Phương và động viên Phương rất là nhiều luôn ấy. Thì cảm ơn tình cảm của mọi người rất là nhiều. Chắc là Phương bây giờ phải dừng video tại đây thôi. Mọi người nếu như mà yêu quý Phương thì hãy cho Phương một nút like và chia sẻ kênh. Và đừng quên đăng ký kênh cho Phương nhá. Thì bây giờ Phương dừng video ở đây thôi mọi người ạ. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Bye bye.